Vào mùa đông cũng như mùa hè, có rất nhiều người đã sử dụng thảm điện cung hô. Điều gì đã khiến cho thảm điện cung hô được nhiều người lựa chọn đến vậy? Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay, thảm điện cung hô là một trong những sản phẩm rất được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới. Thảm cung hô được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc với 100% công nghệ Hàn Quốc. Đây là chiếc thảm rất đặc biệt bởi nó mang tác dụng kép, sưởi ấm mùa đông và làm mát mùa hè. Quý vị có thể tùy chỉnh nhiệt độ thảm từ 20 độ C đến 50 độ C. Tấm thảm được thiết kế rất đẹp, dày dặn và chắc chắn, dùng để trải sàn suốt 4 mùa xuân hạ thu đông. Mùa nào trong năm, cung hô cũng đều mang tới cho quý vị cảm giác thoải mái và dễ chịu. Thảm điện cung hô Hàn Quốc có tính năng chính là sưởi ấm vào mùa đông, nhưng với chất liệu đặc biệt lắng mát, thảm được dùng trong cả mùa hè, đem lại cảm giác mát lạnh, dễ chịu khi bước chân lên. Nhiệt độ của thảm điện cung hô có thể tùy chỉnh từ 20 đến 50 độ C, dùng được cả 4 mùa trong năm. Sản phẩm có cấu trúc làm ấm đồng đều, không bị tập trung nhiệt tại một chỗ trên thảm. Bản điều khiển nhiệt độ có khả năng tự nhận biết nhiệt độ. Trường hợp nhiệt độ lên quá cao hay điện áp tăng cao đột ngột, bản điều khiển có khả năng tự ngắt nguồn điện, đảm bảo nhiệt an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm có giấy chứng nhận bảo hiểm chất lượng, chứng nhận khả năng ngăn sóng điện từ, chứng nhận an toàn về điện và sử dụng bằng sáng chế được bảo hộ. Là sản phẩm được cấp bằng sáng chế tại Hàn Quốc và được sản xuất tại Hàn Quốc, 100% công nghệ cao cấp của Hàn Quốc. Sản phẩm liên tục nhiều năm liền là sản phẩm bán chạy trên các kênh bán hàng Hàn Quốc. Hàn Quốc là một đất nước không còn xa lạ đối với chúng ta, phải không quý vị? Đặc biệt là trong những bộ phim Hàn Quốc mà Lea chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng đã từng xem. Thưa quý vị, Việt Nam và Hàn Quốc, hai đất nước ở cách xa nhau nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là thời tiết. Cũng giống như chúng ta, Hàn Quốc có 4 mùa rõ rệt với đặc điểm, mùa hè thì nóng và ẩm, mùa đông lạnh và khô. Tuy nhiên, mùa đông ở Hàn Quốc thường khắc nghiệt và lạnh giá hơn mùa đông ở nước ta rất nhiều khi nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức âm 10 độ C. Nhiệt độ lạnh ở mức kỷ lục có thể xuống tới âm 18 độ C. Lạnh giá là thế, nhưng quý vị thường xuyên theo dõi phim Hàn Quốc chắc sẽ thấy khi ở trong nhà, người dân Hàn Quốc thường ăn mặc rất là mỏng manh. Đó chính là nhờ chiếc thảm điện, một trong những vật dụng rất phổ biến tại Hàn Quốc. Chỉ cần có một chiếc thảm điện trong nhà thôi là mọi người dân Hàn Quốc đều có thể hoàn toàn yên tâm mặc cho thời tiết bên ngoài có tuyết rơi hay giá lạnh đến đâu đi chăng nữa. Mùa đông năm nay, chiếc thảm điện cung hô Hàn Quốc đã đến với mọi gia đình Việt Nam và đã sẵn sàng mang tới cho gia đình quý vị một mùa đông thật ấm áp. Thảm điện cung hô là thảm trải sàn cao cấp, được sản xuất 100% tại Hàn Quốc với công nghệ cao, chất liệu 5 lớp đặc biệt cao cấp. Bề mặt trên cùng được bao phủ bởi lớp chất liệu UV có tính năng nổi trội, chống thấm nước, chống nấm mốc, ít co giãn, dễ lau chùi, làm sạch. Mặt thảm polyester với thiết kế vân gỗ tinh tế sang trọng, lớp cách điện và chống co giãn, lớp lò xo sưởi ấm khi điều chỉnh nhiệt độ cao và làm mát khi điều chỉnh nhiệt độ thấp. Lớp dưới cùng làm bằng chất liệu cao su cao cấp, có những hạt gai nhỏ chống trơn trượt. Giữ thảm cố định trên mọi bề mặt sàn nhà. Dùng nguồn điện 220V nên thảm cung hô có thể sử dụng an toàn và phù hợp với mạng lưới điện của mọi gia đình Việt Nam. Quý vị không cần tốn thêm tiền mua bộ đổi điện như với một số sản phẩm thảm điện khác trên thị trường. Chỉ cần mang thảm cung hô về nhà và cắm điện, chiếc thảm kỳ diệu này đã sẵn sàng mang tới cho gia đình quý vị một mùa đông êm ái và ấm áp. Nhà tôi có rất nhiều trẻ nhỏ. Mùa đông hàng năm thì tôi rất lo lắng cho sức khỏe của các con sẽ bị nhiễm lạnh và ho. Nhưng từ năm nay tôi đã có sử dụng chiếc thảm cung hô và tôi sẽ thấy rất yên tâm vì sức khỏe của cả gia đình tôi. Lý do khiến thảm điện cung hô được rất nhiều người lựa chọn vì đây là một chiếc thảm vô cùng đặc biệt. Không chỉ thay thế các loại thảm trải sàn thông thường, thảm điện cung hô Hàn Quốc còn mang tác dụng kép. Với chức năng sưởi ấm, thảm cung hô sẽ mang lại cho quý vị cảm giác ấm cúng và thoải mái trong những ngày đông giá rét. Đồng thời, thảm cung hô còn có thể làm mát, đem lại cảm giác thư thái cho gia đình quý vị trong những ngày hè oi ả. Chỉ cần một vài thao tác hết sức đơn giản trên chiếc điều khiển bé nhỏ này, thảm cung hô đã sẵn sàng mang lại cho quý vị và gia đình một cảm giác thực sự ấm áp mùa đông và mát mẻ mùa hè. Bảng điều khiển nhiệt độ của thảm cung hô thông minh với tính năng nhiệt độ lên cao tự động tắt, nhiệt độ thấp tự động bật để tiết kiệm điện năng. Sau khi đã kết nối sản phẩm với nguồn điện, quý vị hãy bật công tắc ở nút bật tắt nguồn điện, sau đó vặn nút điều chỉnh tới nhiệt độ cao nhất. Chỉ vài phút sau khi kiểm tra đã thấy thảm nóng lên, quý vị có thể điều chỉnh hạ mức nhiệt xuống thấp hơn theo nhu cầu sử dụng của quý vị. Bảng điều khiển nhiệt độ của thảm cung hô rất dễ sử dụng với 7 mức nhiệt từ thấp lên cao và mức giữ ấm khi ngủ.
Nếu có nhu cầu sử dụng thảm lâu, quý vị chỉ cần duy trì thảm ở mức nhiệt thấp hoặc giữ ấm. Mức nhiệt này vừa đảm bảo giữ cho cơ thể quý vị ấm áp, vừa đảm bảo độ bền lâu dài cho sản phẩm. Với khả năng tự nhận biết nhiệt độ, trong trường hợp nhiệt độ lên quá cao hay điện áp tăng cao đột ngột, bàn điều khiển sẽ tự ngắt nguồn điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nếu quý vị lỡ để quên sản phẩm và không tắt thì cũng không cần quá lo lắng. Sau thời gian sử dụng từ 12 giờ đến 15 giờ, thảm điện Kumho sẽ tự động ngắt nguồn. Để sử dụng tiếp, chỉ cần một thao tác nhấn nút bật nguồn điện là thảm Kumho đã sẵn sàng tiếp tục phục vụ quý vị. Với thiết kế vân gỗ sang trọng và tinh tế, thảm điện Kumho phù hợp với mọi không gian, giúp không gian trở nên trang nhã và thanh lịch hơn. Kích thước lớn 1,8m x 2,4m, chiếc thảm này chắc chắn sẽ làm thỏa mãn mọi nhu cầu sử dụng của quý vị. Từ em bé, tới người lớn tuổi, từ cô gái trẻ, tới đôi vợ chồng mới cưới, hay cả nhóm bạn bè. Với chiếc thảm điện Kumho êm ái và ấm áp này, quý vị hoàn toàn có thể vui vẻ, yên tâm tận hưởng cuộc sống mà không còn phải lo lắng đến sự lạnh giá của mùa đông. Thảm điện kết hợp với bề mặt vân gỗ êm ái, mát mẻ, tất cả đều có được ở sản phẩm thảm điện 4 mùa Kumho. Sản phẩm các bạn thấy ở đây chính là thảm Kumho, sản phẩm bán chạy nhất nhiều năm liền trên các kênh bán hàng qua truyền hình của Hàn Quốc. Chiếc thảm này khi sử dụng vào mùa đông mang lại cho bạn cảm giác ấm áp và mùa hè mang lại cho bạn cảm giác êm ái, mát mẻ. Thoạt nhìn chiếc thảm, chúng ta sẽ thấy bề mặt của thảm làm như sàn gỗ, rất phù hợp với bài trí trong nhà. Tôi rất thích sử dụng chiếc thảm điện Kumho này vì nó đã giúp gia đình tôi không còn bị lạnh mỗi khi mùa đông đến. Tôi rất là vui vì nhờ có Kumho mà cả gia đình tôi được chăm sóc suốt 4 mùa trong năm. Vào mùa đông thì tôi thường cảm thấy nhức mỏi do thời tiết giá rét. Nhưng từ khi mua và sử dụng sản phẩm thảm Kumho thì tôi không còn cảm giác nhức mỏi chân cũng như là người nữa. Bởi chế độ sưởi ấm của thảm Kumho đã giúp cho tôi ấm áp hơn khi mùa đông về. Hơn nữa, nó lại giúp chúng tôi tránh được các bệnh thường gặp mỗi khi mùa đông đến như bệnh viêm mũi họng hay cảm cúm. Còn một điều nữa tôi muốn chia sẻ, đó chính là thảm Kumho có thể sử dụng vào mùa hè. Cho chính bản thân tôi, người sử dụng cũng sẽ luôn luôn có cảm giác thoáng mát và dễ chịu. Thêm một ưu điểm mà tôi rất thích đó là vệ sinh rất dễ dàng. Ta chỉ cần dùng khăn lau nhẹ nhàng và chiếc thảm sẽ sạch như mới. Lớp viền ngoài được may với công nghệ hiện đại, giúp thảm chắc chắn với kiểu dáng đẹp, bề dày chỉ 15mm. Nhưng những tính năng đặc biệt nhất lại nằm chính ở bên trong lớp bề mặt với cấu tạo 5 lớp hết sức đặc biệt. Lớp trên cùng là lớp phủ UV đặc biệt có tác dụng điều chỉnh độ ẩm giúp lau chùi dễ dàng. Lớp bề mặt thứ hai bằng KCC giả gỗ rất thích hợp vào bài trí nội thất. Lớp thứ ba có tác dụng chống co giãn khi thay đổi nhiệt độ. Lớp thứ tư chính là lớp lò xo có tác dụng sưởi ấm khi trời lạnh và làm mát khi trời nóng. Lớp dưới cùng, thứ năm, làm bằng chất liệu cao su cao cấp, có những hạt gai nhỏ chống trơn trượt, giữ thảm cố định trên mọi bề mặt sàn nhà, từ đá, gỗ cho đến vải đệm. Kích thước thảm rộng 1,8m x 2,4m đáp ứng tối đa mọi nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, nhờ chế độ sưởi chia thành hai bên trái phải cùng với hai chế độ điều khiển nhiệt độ, giúp quý vị có thể làm ấm cả thảm hoặc chỉ làm ấm bên trái hoặc bên phải thảm, giúp tiết kiệm chi phí cho quý vị trong quá trình sử dụng. Trước khi có thảm điện Kumho, sử dụng điều hòa nhiệt độ hay máy sưởi giữ ấm trong mùa đông là một giải pháp mà đa phần quý vị lựa chọn. Tuy nhiên, đây là giải pháp cực kỳ tốn kém khi công suất trung bình của điều hòa nhiệt độ và máy sưởi luôn ở trên mức 2.500W, nghĩa là gấp gần 20 lần công suất của thảm điện Kumho ở mức nhiệt cao nhất và gấp gần 50 lần công suất của thảm điện Kumho ở mức nhiệt thấp và giữ ấm. Vậy tại sao quý vị phải lựa chọn những biện pháp giữ ấm quá tốn kém và đắt đỏ như điều hòa hay máy sưởi khi tất cả những gì bạn cần chỉ là chiếc thảm điện Kumho trang nhã, ấm áp và rất tiết kiệm này? Không chỉ đơn thuần tiết kiệm điện năng, thảm Kumho còn có tác dụng rất tốt tới sức khỏe của quý vị. Không còn lo lắng vì tình trạng da khô như khi nằm điều hòa hay dùng máy sưởi, bề mặt láng mát của thảm Kumho sẽ mang tới cho quý vị sự thư thái và dễ chịu tuyệt đối bất kể thời tiết đông hay hè. Với cấu trúc làm ấm đồng đều, không bị tập trung nhiệt tại một chỗ trên thảm, sự ấm áp mà Kumho mang lại sẽ giúp quý vị hạn chế và đẩy lùi một số chứng bệnh thường gặp trong mùa đông như ho, cảm cúm, sổ mũi. Được sự ấm áp, được cả sức khỏe, đó chính là điều mà Kumho sẽ mang tới cho gia đình quý vị trong mùa đông lạnh giá năm nay. Mơ mơ lờ hít tầng ký ức
처음하게 불쌍하게 그대 다시 불러오네요 버렸는데 잊었는데 맘에 다 쏟아 사랑을 하고 다 쏟아 Quý vị có biết cái lạnh nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Sống và làm việc trong môi trường lạnh, lâu dần cái lạnh sẽ thâm nhập vào cơ thể, gây tác hại đến sức khỏe chung và tác động đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể, gây ra những bệnh lý phổ biến như đau nhức các khớp, đau cột sống, đau cổ và đau thắt lưng. Cái lạnh còn có thể gây ra rất nhiều bệnh lý cho hệ hô hấp như viêm xoang, viêm họng mãn tính, viêm phế quản, viêm phổi, hen phế quản và làm những cơn đau nhức trở nên nặng và kéo dài hơn. Nguy hiểm là như vậy, nhưng thực ra những chứng bệnh do cái lạnh gây ra lại rất dễ phòng ngừa. Đơn giản, hãy giữ cho cơ thể quý vị luôn ấm áp và bắt đầu từ đôi chân với thảm điện cung hô. Với thời tiết lạnh giá của mùa đông, một đôi tất, thậm chí hai đôi tất cũng không đủ giữ ấm đôi bàn chân của quý vị. Một chiếc áo, hai chiếc áo và 3, 4, 5, 6 chiếc áo đôi khi cũng vẫn không cung cấp đủ sự ấm áp cần thiết cho cơ thể. Lại thêm nào găng tay, nào mũ, rất nhiều vật dụng giữ ấm được huy động tới nhưng chỉ mang lại cho quý vị sự vướng víu trong sinh hoạt chứ không phải là hơi ấm mà quý vị cần. Đó chính là lúc quý vị cần tới chiếc thảm điện cung hô của chúng tôi. Chiếc thảm cung hô rất vừa vặn và phù hợp với phòng khách nhà tôi. Tôi không còn phải tốn nhiều tiền cho việc trang trí đồ nội thất nữa vì chỉ cần đặt chiếc thảm cung hô vào thôi là phòng khách nhà tôi đã đẹp lên rất nhiều rồi. Điểm mà tôi sẽ rất thích đó là vệ sinh rất dễ dàng, chỉ cần lấy khăn lau nhẹ là nó sẽ sạch bóng như mới. Thật tuyệt vời khi sử dụng thảm điện cung hô, tôi không còn có cảm giác co ro vào mùa đông nữa. Tôi có thể sử dụng thảm điện cung hô cho việc đọc báo, xem TV, đọc truyện tranh, nói chuyện với người thân trong không khí ấm áp, đặc biệt là trong thời tiết giá rét như thế này. Quý vị có thể tùy chỉnh nhiệt độ thảm từ 20 độ C đến 50 độ C. Tấm thảm được thiết kế rất đẹp, dày dặn và chắc chắn, dùng để trải sàn suốt 4 mùa xuân hạ thu đông. Mùa nào trong năm, cung hô cũng đều mang tới cho quý vị cảm giác thoải mái và dễ chịu. Sản phẩm này đã và đang là một sản phẩm quen thuộc và phổ biến với mọi gia đình Hàn Quốc. Và bắt đầu từ mùa đông năm nay, đây sẽ là một sản phẩm cần có và không thể thiếu đối với mọi gia đình Việt Nam. Không còn cần tới quá nhiều áo rét và cũng không cần tốn tiền để mua thêm những bộ chăn mới và cũng không còn lãng phí tiền điện cho điều hòa hay máy sưởi. Tất cả những gì quý vị cần là chiếc thảm điện Hàn Quốc cung hô 100% Hàn Quốc, đa tính năng, nhiều công dụng và rất tiết kiệm này. Là một sản phẩm công nghệ cao cấp 100% Hàn Quốc, nhưng cách sử dụng lại vô cùng đơn giản và dễ dàng. Quý vị hãy trải thảm ngay ngắn ở nơi bằng phẳng và an toàn, cắm dây nối bảng điều khiển với cổng tiếp xúc của thảm trước, rồi mới cắm dây điện của bảng điều khiển vào ổ điện trong nhà. Dùng bảng điều khiển bật công tắc trên bảng điều khiển, đèn sáng là thảm bắt đầu hoạt động. Sau khi thấy đèn đã sáng, quý vị có thể điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn. Lưu ý để bảng điều khiển ngoài thảm, tránh làm bảng điều khiển bị nóng. Lúc đầu, quý vị nên vặn nút tới điểm chỉnh nhiệt độ cao để cho thảm ấm nhanh. Vài phút sau có thể điều chỉnh hạ mức nhiệt theo ý muốn. Có các mức nhiệt từ 1 đến 7, mức 1 là thấp nhất, mức 7 là cao nhất. Nếu bật sưởi ấm trong thời gian dài, quý vị nên để nhiệt độ ở mức 1 để giữ nhiệt độ ổn định. Quý vị có thể trải nệm mỏng lên trên thảm cung hô để ngủ. Khi dùng để ngủ ban đêm như vậy, quý vị nên chú ý để nhiệt độ ở chế độ giữ ấm. Với cấu tạo đặc biệt gồm 5 lớp, thảm điện cung hô là một sản phẩm hoàn hảo, không thể thiếu trong gia đình quý vị mùa đông này. Bí quyết mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ của thảm cung hô nằm ở lớp thứ tư của sản phẩm, đó chính là lớp lò xo có tác dụng sưởi ấm khi điều chỉnh nhiệt độ cao và làm mát khi điều chỉnh nhiệt độ thấp. Vào mùa đông giá lạnh, chỉ cần cắm điện, thảm cung hô có khả năng thay thế cho điều hòa, máy sưởi, chăn bông, mang tới cho quý vị và gia đình một mùa đông ấm áp. Vâng, thưa quý vị, thảm điện cung hô đã chinh phục hàng triệu triệu người tiêu dùng Hàn Quốc cũng như người tiêu dùng Việt Nam, không chỉ bởi chất lượng tuyệt vời mà còn bởi thiết kế tinh tế và sang trọng của nó. Với thiết kế vân gỗ trang nhã, thảm điện cung hô phù hợp với hầu hết các không gian sống. Mua thảm cung hô, quý vị không chỉ mua chất lượng, sự ấm áp trong mùa đông này mà còn mang về nhà quý vị cả một phong cách sống mới và hiện đại và đầy cảm hứng. Quý vị có thể trải một lớp chăn mỏng và nằm ngủ ngay trên sàn nhà với thảm điện cung hô mà không cần dùng tới giường như mọi gia đình Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi mùa đông kết thúc, nếu sử dụng chăn ga thông thường, quý vị sẽ mất rất nhiều chi phí để đi giặt khô những chiếc chăn bông, sau đó lại phải mất rất nhiều công để di chuyển, thu gọn những chiếc đệm dày cộp, những chiếc chăn bông nặng nề. Điều này hoàn toàn không tốt cho cuộc sống của quý vị chút nào.
Vẫn chưa hết, những chiếc đệm dày và những chiếc chăn bông nặng nề còn chiếm của quý vị một không gian đáng kể để cất giữ chúng. Thật là quá phiền phức. Chưa kể đến chuyện mùa đông năm sau quý vị lôi chăn và đệm ra, liệu những chiếc chăn và đệm này còn thơm như mới không hay đã bị ẩm mốc, và như vậy quý vị lại tiếp tục mất tiền một lần nữa để giặt chúng. Tại sao phải chấp nhận sự tốn kém và mệt mỏi trên khi giờ đây quý vị đã có thảm điện Kumho với công suất ở mức nhiệt thấp và giữ ấm chỉ bằng một chiếc bóng đèn compact? Thảm điện Kumho rất an toàn và kinh tế khi sử dụng. Hết mùa đông, quý vị hoàn toàn không cần cất thảm đi mà vẫn có thể sử dụng cho 3 mùa còn lại trong năm. Bề mặt thảm luôn láng mịn, thoáng mát, dễ chịu ngay cả giữa mùa hè oi bức. Độ dày thảm chỉ 15mm, hệt như một chiếc thảm trải sàn thông thường, rất tiện lợi cho sinh hoạt hàng ngày của gia đình quý vị. Hoàn toàn không tốn chi phí giặt giũ, vệ sinh vì chỉ cần lau nhẹ là chiếc thảm lại sạch bóng như mới. Khi không có nhu cầu sử dụng, quý vị chỉ cần cuộn tròn và cất đi, rất đơn giản, tiện lợi và hoàn toàn không tốn diện tích cất giữ. Nhờ bề mặt UV chống nấm mốc, thảm Kumho sẽ luôn sạch sẽ, thơm mát như mới kể cả sau khi đã cất giữ trong một khoảng thời gian dài. Thảm điện Kumho Hàn Quốc có tính năng chính là sưởi ấm vào mùa đông, nhưng với chất liệu đặc biệt láng mát, thảm được dùng trong cả mùa hè, đem lại cảm giác mát lạnh, dễ chịu khi bước lên. Kumho không chỉ là một chiếc thảm thông thường, mà còn là một chiếc thảm điện. Hẳn thắc mắc chung của hầu hết quý vị sẽ là sản phẩm này có đảm bảo an toàn hay không? Có tốn điện hay không? Trước hết, Lea xin khẳng định rằng thảm điện Kumho rất an toàn cho người sử dụng, bởi đây là một sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, 100% công nghệ cao cấp của Hàn Quốc. Sản phẩm có giấy chứng nhận bảo hiểm chất lượng, chứng nhận khả năng ngăn sóng điện từ, chứng nhận an toàn về điện và sản phẩm được sử dụng bằng sáng chế đã được bảo hộ. Đây thực sự là một sản phẩm tuyệt vời với chất lượng tuyệt vời. Và sẽ tiếp tục là một thông tin tuyệt vời hơn nữa khi quý vị biết rằng dù là thảm điện nhưng Kumho lại rất tiết kiệm điện, công suất trung bình từ 55 đến 155 W. Điều này có nghĩa là ở mức nhiệt thấp nhất và giữ ấm, thảm điện Kumho chỉ tiêu thụ điện năng bằng một bóng đèn compact mà thôi. Nhiệt độ của thảm điện Kumho có thể tùy chỉnh từ 20 đến 50 độ C, dùng được cả 4 mùa trong năm. Sản phẩm có cấu trúc làm ấm đồng đều, không bị tập trung nhiệt tại một chỗ trên thảm. Bảng điều khiển nhiệt độ có khả năng tự nhận biết nhiệt độ. Trường hợp nhiệt độ lên quá cao hay điện áp tăng cao đột ngột, bảng điều khiển có khả năng tự ngắt nguồn điện, đảm bảo nhiệt an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm có giấy chứng nhận bảo hiểm chất lượng, chứng nhận khả năng ngăn sóng điện từ, chứng nhận an toàn về điện và sử dụng bằng sáng chế được bảo hộ. Là sản phẩm được cấp bằng sáng chế tại Hàn Quốc, được sản xuất tại Hàn Quốc, 100% công nghệ cao cấp của Hàn Quốc. Sản phẩm liên tục nhiều năm liền là sản phẩm bán chạy trên các kênh bán hàng Hàn Quốc. Sản phẩm có công suất từ 55W đến 155W, rất tiết kiệm điện, ở chế độ nhiệt thấp và giữ ẩm, thảm Kumho chỉ tiêu tốn điện bằng một bóng đèn compact. Có chế độ làm ấm toàn bộ thảm hay chỉ một nửa thảm, bên trái hoặc bên phải thảm, giúp tiết kiệm tối đa điện năng, phục vụ nhu cầu sử dụng khác nhau của quý vị. Chống nước và chống nấm mốc, sản phẩm rất dễ lau chùi, vệ sinh và cất giữ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm kể từ ngày mua hàng. Hãy trải thảm Kumho tại bất cứ vị trí nào, bằng phẳng và an toàn trong nhà. Cắm điện và bật nút khởi động ở bảng điều khiển, sau đó điều chỉnh nhiệt độ. Chỉ với vài thao tác đơn giản như vậy thôi, thảm điện Kumho đã sẵn sàng phục vụ bạn và gia đình trong suốt mùa đông cũng như mọi mùa khác trong năm. Thảm Kumho rộng rãi, kích thước lớn 1,8m x 2,4m, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của quý vị và gia đình. Quý vị có thể xem TV, làm việc, quây quần gia đình hay tụ họp bạn bè. Hãy làm mọi điều bạn thích trên chiếc thảm độc đáo ấm áp mùa đông, mát mẻ mùa hè này. Chúng tôi đảm bảo rằng, dù sử dụng nhiều năm, chiếc thảm của quý vị cũng sẽ trông luôn như mới. Bởi với chất liệu đặc biệt, chiếc thảm rất dễ lau chùi, chỉ lướt nhẹ qua là đã sạch. Sử dụng chiếc thảm đúng cách, chiếc thảm sẽ bền bỉ, phục vụ gia đình bạn trong suốt nhiều năm. Đừng quên trải thảm ở những nơi ngay ngắn, bằng phẳng và an toàn. Không trải thảm điện Kumho ở những nơi ẩm thấp, tuyệt đối không bật điện sưởi khi thảm đang bị gấp hay cuộn tròn. Không đè các vật nặng lên trên thảm. Không dùng các vật nhọn, sắc trên thảm, tránh xây xước thảm, sách bề mặt thảm. Trong khi sử dụng, lưu ý để bảng điều khiển nhiệt độ ở ngoài thảm. Khi đi ra ngoài hoặc không sử dụng nữa, quý vị nên rút điện khỏi bảng điều khiển và rút dây nối bảng điều khiển với thảm. Trước đây tôi hay dùng đèn sưởi nên rất tốn điện, nhưng từ khi có thảm Kumho, tôi không còn phải lo lắng về tiền điện vào mùa đông nữa.
Vào mùa đông trời rất lạnh nên tôi thường hay bị đau nhức các khớp xương. Nhưng từ khi mua chiếc thảm điện Cơm Hô này thì những cơn đau nhức của tôi dường như không còn. Hơi ấm từ thảm điện tỏa ra rất dễ chịu. Tôi có thể trải thảm ngay ra sàn và nằm trên sàn nhà mình mà không sợ bị lạnh. Mẹ tôi bị viêm khớp nên rất ngại đi ra ngoài. Được bạn bè giới thiệu thì tôi đã mua thảm điện Cơm Hô về dùng vì nó rất là ấm và tiết kiệm điện. Từ ngày mà có thảm điện Cơm Hô thì mẹ tôi đã không bị những cơn đau khớp thường xuyên hành hạ nữa. Còn gia đình tôi thì sử dụng thảm Cơm Hô đã được 3 năm. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng với chất lượng của sản phẩm vì nó rất ấm và tiết kiệm điện. Hết mùa đông chúng tôi có thể dùng như một chiếc thảm thông thường cũng rất tốt. Gia đình tôi có 2 phòng khách và 1 phòng ngủ và phòng nào tôi cũng sử dụng thảm Cơm Hô. Hãy sử dụng thảm điện Cơm Hô, một sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với chức năng sưởi ấm vào mùa đông. Thảm điện kết hợp với bề mặt giả sàn gỗ êm ái, mát mẻ tạo nên thảm điện 4 mùa Cơm Hô. Chiếc thảm được cấu tạo từ tổng cộng 11 loại nguyên liệu khác nhau với độ dày chỉ 15mm, sử dụng thuận tiện bất cứ thời tiết nào trong năm. Khi nhiệt độ lên quá cao, thảm sẽ tự ngắt. Khi bạn ra ngoài mà quên tắt nguồn, điều khiển sẽ tự động ngắt sau 12 tiếng nhờ mạch tự ngắt bên trong. Với những gia đình có trẻ nhỏ thì việc lau chùi thường rất vất vả. Nhưng với thảm Cơm Hô, việc lau chùi trở nên dễ dàng hơn. Mặt dưới thảm làm bằng cao su chống trơn trượt, mặt trên lại mềm mại. Vì vậy khi con tôi chơi đùa, cháu rất thích. Thêm vào đó thì thảm có chế độ tự ngắt sau 12 tiếng sử dụng. Vì vậy tôi rất an tâm khi sử dụng thảm Cơm Hô. Mẹ tôi bị khớp nên rất ít khi đi ra ngoài. Vì vậy tôi quyết định mua cho mẹ một chiếc thảm. Tôi quyết định mua thảm Cơm Hô vì nó lau chùi rất dễ dàng chỉ bằng một chiếc khăn sạch. Thêm vào đó thì chiếc thảm này còn sử dụng được cả 4 mùa nên rất phù hợp với gia đình tôi. Là một sản phẩm hết sức hữu ích và cần thiết trong mùa đông, thế nhưng với cấu tạo đặc biệt và độc đáo của mình, chiếc thảm ấm áp mùa đông, mát mẻ mùa hè này thực sự là vật dụng hữu ích trong gia đình quý vị suốt 4 mùa quanh năm. Không cần cất sản phẩm đi, khi đã hết mùa đông, hãy cứ dùng thảm Cơm Hô như một chiếc thảm trải sàn thông thường. Khi không cắm điện, chất liệu đặc biệt cùng bề mặt láng mịn của Cơm Hô luôn mang tới cho quý vị và gia đình một cảm giác êm ái và láng mát. Thảm điện kết hợp với bề mặt giả sàn gỗ êm ái, mát mẻ, tất cả đều có được ở sản phẩm thảm điện 4 mùa Cơm Hô. Sản phẩm các bạn thấy ở đây chính là thảm Cơm Hô 4 tháng liền là sản phẩm bán chạy nhất trên TV shopping của Hàn Quốc. Chiếc thảm này khi sử dụng vào mùa đông mang lại cho bạn cảm giác ấm áp, vào mùa hè mang lại cho bạn cảm giác êm ái, mát mẻ. Thoạt nhìn chiếc thảm, chúng ta đã thấy bề mặt của thảm làm như sàn gỗ, rất phù hợp với bài trí trong nhà. Nào, chúng ta cùng khám phá những ưu điểm nổi bật của thảm điện Cơm Hô. Vào mùa hè mang lại cảm giác mềm mại, êm ái, mát mẻ vì diện tích rộng. Vào mùa đông với chức năng sưởi đem lại cho bạn cảm giác ấm áp. Chế độ sưởi chia thành hai bên trái phải với hai điều khiển nhiệt độ giúp bạn dễ dàng sử dụng và tiết kiệm điện năng. Bên trong điều khiển nhiệt độ là mạch tự ngắt, nếu sử dụng đệm liên tục từ 12 đến 15 tiếng, điều khiển sẽ tự động ngắt tạo cho bạn cảm giác an toàn khi sử dụng. Nếu bạn sử dụng chế độ ngủ, thảm điện sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, rất tiện lợi và an toàn. Lớp viền ngoài được may với công nghệ hiện đại giúp thảm chắc chắn với kiểu dáng đẹp, bề dày chỉ 15mm. Vào thời tiết ấm áp như mùa xuân, mùa hạ, sản phẩm được sử dụng như một chiếc thảm thường. Lớp trên cùng là lớp phủ UV đặc biệt, có tác dụng điều chỉnh độ ẩm, giúp lau chùi dễ dàng bằng khăn, máy hút bụi. Bạn sẽ không phải lo lắng dù vết bẩn là nước hay thức ăn. Thiết kế giả gỗ thích hợp bài trí ở bất cứ nơi nào trong nhà bạn. Hãy tặng chiếc thảm điện này cho bố mẹ để thể hiện tình yêu thương. Vào thời tiết lạnh có tác dụng như một chiếc thảm điện. Vào thời tiết bình thường, thảm với tia hồng ngoại và đất vàng tốt cho sức khỏe của gia đình bạn. Ấm áp mùa đông, mát mẻ mùa hè, thảm điện Cơm Hô của chúng tôi cam kết mang tới cho quý vị sự êm ái, thư thái và hài lòng về chất lượng sản phẩm suốt 4 mùa quanh năm. Đây sẽ là một món quà tặng tuyệt vời dành cho gia đình, bạn bè, người thân và cho chính bản thân quý vị khi muốn nâng cao chất lượng cuộc sống. Gia đình Lea hiện đang sinh sống tại Pháp và mùa đông nước Pháp thì lạnh vô cùng. Sắp tới khi quay lại thăm bố mẹ tại Pháp, chắc chắn Lea sẽ mua tặng bố mẹ mình chiếc thảm điện Cơm Hô này. Và bây giờ, hai số điện thoại của chúng tôi 0462858585 và 0902200999 đã sẵn sàng nhận cuộc gọi và đơn đặt hàng của quý vị.
Nếu còn thắc mắc, băn khoăn nào về sản phẩm, quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi theo hai số điện thoại trên. Các tư vấn viên nhiệt tình và chuyên nghiệp sẽ sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của quý vị xung quanh sản phẩm. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị với nhiều sản phẩm thiết thực và hữu ích khác của TV Shopping. Thảm điện Cung Hô kích thước 1m8, 2m4 được bán trên TV Shopping với giá 4.800.000 đồng.